tim anh không biết tao có nên nhường. Vì thế nên tao phải cố nếu không người ta xem thường. Ngồi lo những chuyện tương lai và mẹ tao than thở dài. Phút giây hiện tại hôm nay sẽ không quay trở lại. Hồi đó không nghe lời ai tao biết mình lỡ dại. Giờ đây tao khuyên mẹ tao nên tin cần xa là vô hại. Đời vui được có bao nhiêu đâu đừng lo quá liều. Tiền tiêu và điều tao yêu trên đời còn quá nhiều. Có lời thì thầm bên trong là đừng nên quá nuông chiều. Anh em cùng sống với nhau tụi tao luôn quá hiểu. Đời đó như con sóng trôi đến rồi đi. Vậy nên tao cần phải sống có homies money we. Cứ chơi những gì tao muốn thoải mái tùy ý. Đeo để tới lúc già đi mới biết được cái gì we. Như con sóng trôi